Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị nắm được thời cơ giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, cầu Phật Phật độ, xóa sạch tai ương, tránh xa vận hạn, thoát kiếp bần hàn, tiền vàng chất đống. Đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024, ung dung hưởng thụ cuộc sống giàu sang, sung sướng nếu biết trước được điều này. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý vị luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Kính thưa quý vị và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 thân mến, trong xã hội này, nhiều người phấn đấu hết mình cả một đời tranh đấu ngược xuôi, cuối cùng cũng không đạt được thành tựu như ý, nhiều người rất giỏi nhưng lại không thành công bằng người không có tài năng. Nếu thành công hay sự sướng khổ của đời người không phải do tài năng hay bản sự, vậy đáp án nằm ở đâu? Người xưa bảo, có đức mặc sức mà ăn, tích đức tổn đức, trí tuệ của cổ nhân rất thâm sâu, có lẽ câu trả lời nằm ở chữ đức mà ra. Trong video ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ cùng quý vị đi tìm hiểu những dấu hiệu vận hạn 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 của con giáp tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, cũng như chia sẻ các cách để hóa giải, cầu may đến với gia tộc và bản thân con giáp này. Vậy cụ thể như thế nào? Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị cùng chương trình tìm hiểu ngay trong video dưới đây. Trước tiên, Minh Đường Tử Vi xin mời quý cô bác hãy cùng điểm lại những nét nổi bật của tuổi Nhâm Dần, để biết mình sẽ gặp những may mắn nào hay có những khó khăn ở đâu nhé. Người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 mang theo mình những đặc trưng nổi bật của con giáp hổ, biểu tượng của sự mạnh mẽ, kiên cường và quyết đoán. Với mệnh quá lâm chi hổ, hổ qua rừng, họ được ví như những con hổ dũng mãnh, vượt qua mọi thử thách trong rừng sâu, trải qua một cuộc đời đầy thăng trầm nhưng cũng không kém phần vinh quang. Người tuổi Nhâm Dần thường có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và tự tin. Họ luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, không ngại khó khăn và gian khổ. Tính cách của họ được định hình bởi sự dũng cảm và lòng kiên định, luôn đặt mục tiêu cao và nỗ lực hết mình để đạt được. Bên cạnh đó, họ cũng rất trung thực, chân thành và có lòng trắc ẩn, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần. Tuy nhiên, người tuổi Nhâm Dần cũng có thể trở nên khá cứng đầu và bảo thủ. Họ đôi khi quá tự tin vào khả năng của mình, dẫn đến việc không lắng nghe ý kiến của người khác. Điều này có thể gây ra một số khó khăn trong các mối quan hệ cá nhân và công việc. Trong suốt 63 năm cuộc đời, người tuổi Nhâm Dần đã trải qua nhiều may mắn và thành công. Họ thường gặp được những cơ hội tốt trong sự nghiệp, có những thời điểm thăng hoa với những thành tựu đáng kể. Sự quyết đoán và nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp họ xây dựng được một sự nghiệp vững chắc và đáng tự hào. Bên cạnh đó, họ cũng có một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc, được mọi người yêu mến và tôn trọng. Những may mắn trong cuộc đời người tuổi Nhâm Dần thường đến từ sự cố gắng và lòng kiên định của họ. Sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè cũng đóng một vai trò quan trọng, giúp họ vượt qua những khó khăn và đạt được thành công. Cuộc đời người tuổi Nhâm Dần không thiếu những thách thức và khó khăn, họ đã phải đối mặt với nhiều biến cố, từ những khó khăn trong sự nghiệp, vấn đề tài chính, cho đến những thách thức trong các mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, với tinh thần kiên cường và sự quyết tâm, họ đã vượt qua tất cả. Một trong những thách thức lớn nhất mà người tuổi Nhâm Dần phải đối mặt là sự thay đổi không ngừng của cuộc sống và công việc. Họ phải học cách thích nghi với những biến động và tìm ra những giải pháp sáng tạo để vượt qua khó khăn. Sự kiên nhẫn và lòng tin vào bản thân đã giúp họ không gục ngã trước những thử thách. Nhìn lại 63 năm đã qua, người tuổi Nhâm Dần có thể tự hào về những thành tựu mà mình đã đạt được. Họ đã xây dựng được một sự nghiệp ổn định, một gia đình hạnh phúc và được mọi người kính trọng. Những bài học từ những thách thức và khó khăn đã giúp họ trở nên mạnh mẽ và khôn ngoan hơn. Bước vào giai đoạn tuổi già,
Người tuổi Nhâm Dần nên học cách thư giãn và tận hưởng thành quả của mình. Họ cần chú ý hơn đến sức khỏe và tìm kiếm niềm vui trong những hoạt động nhẹ nhàng, ý nghĩa. Đồng thời, họ cũng nên duy trì những mối quan hệ thân thiết và truyền lại kinh nghiệm, bài học quý báu cho thế hệ sau. Cuộc đời người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 là một hành trình dài đầy thăng trầm, nhưng cũng không kém phần vinh quang. Từ những thử thách đã vượt qua, họ đã rút ra những bài học quý giá, trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Sự quyết đoán, kiên nhẫn và lòng chân thành đã giúp họ xây dựng một cuộc sống đáng tự hào và tiếp tục là nguồn động lực để họ vượt qua những thách thức phía trước. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, thời điểm này dự báo một giai đoạn bình ổn với người tuổi Nhâm Dần. Khi vận khí của bản mệnh được cân bằng giữa hung và cát, tuy có những cơ hội phát triển mở ra, nhưng cũng đi kèm với các thách thức cần vượt qua. Đây là thời điểm lý tưởng để tập trung vào việc nâng cao và hoàn thiện bản thân, chuẩn bị cho những cơ hội lớn hơn trong tương lai. Trong thời điểm này, công việc của người tuổi Nhâm Dần tiến triển ổn định, không gặp phải những trở ngại lớn. Các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, nhưng cần chú ý xử lý tình huống một cách khéo léo để tránh phát sinh sự cố không mong muốn. Khi giao tiếp nên thận trọng trong lời ăn, tiếng nói và tránh đối diện trực tiếp với những người dễ gây ra xung đột. Điều này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và giữ cho môi trường làm việc thêm phần an lành và hiệu quả. Vận trình tài lộc của người tuổi Nhâm Dần trong thời điểm này có cả thu lẫn chi, bản mệnh có nhiều cơ hội đầu tư mang lại lợi nhuận cao nếu biết lựa chọn đúng đắn và quyết đoán. Tuy nhiên những nguy cơ tiềm ẩn vẫn còn, vì vậy không nên chủ quan, hãy cẩn trọng trong các quyết định tài chính và luôn có kế hoạch dự phòng để đảm bảo an toàn cho tài sản của mình. Trên phương diện sức khỏe, người tuổi Nhâm Dần có thể an tâm về thể trạng của mình trong thời điểm này, hầu như không có dấu hiệu bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc duy trì lối sống khoa học, ăn uống lành mạnh và thường xuyên tập thể dục vẫn rất quan trọng. Điều này sẽ giúp họ đề phòng được các bệnh lây nhiễm theo mùa và giữ gìn sức khỏe dẻo dai, bền bỉ. Về mặt tình cảm, trong thời điểm này ít biến động lớn, người độc thân có cơ hội gặp gỡ và tạo dựng những mối quan hệ mới đầy triển vọng. Dù là qua mai mối hay tự tìm hiểu, dù thế nào để tình cảm thăng hoa, người tuổi Nhâm Dần cần nỗ lực rất nhiều trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ. Sự chân thành và kiên nhẫn sẽ là chìa khóa giúp họ tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu. 7 ngày tới tháng 6 âm lịch là thời điểm người tuổi Nhâm Dần có thể tận dụng để phát triển và hoàn thiện bản thân, dù gặp phải một số thách thức. Nhưng với sự thận trọng và kiên nhẫn, họ sẽ vượt qua và đạt được những thành tựu đáng kể. Việc duy trì các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, cẩn trọng trong các quyết định tài chính và chăm sóc sức khỏe đều đặn sẽ giúp họ có một tháng bình ổn và nhiều thành công. Sau đây là những vấn đề vận hạn mà tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 cần phải tránh ngay lập tức 7 ngày tới tháng 6 âm lịch này và cách hóa giải kẻo tiền mất tật mang. Đối với người tuổi Nhâm Dần, có 3 đại họa cần phải đặc biệt chú ý 7 ngày tới tháng 6 âm lịch để bảo vệ bản mệnh và đạt được sự bình an, xung đột với người thân quen. Trong thời điểm này, người tuổi Nhâm Dần nên tránh các xung đột và mối quan hệ bất hòa với người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Sự hiểu lầm có thể dễ dàng xảy ra do tính cách nóng nảy và cố chấp của bản mệnh. Hãy cân nhắc và lựa chọn lời nói, hành động một cách cẩn thận để tránh xung đột lớn, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ lâu dài. Lời khuyên tử vi muốn dành cho tuổi Nhâm Dần: hãy giữ lòng bình tĩnh, lắng nghe và thấu hiểu quan điểm của người khác trước khi đưa ra phản ứng. Nếu có xung đột, hãy giải quyết một cách hòa bình và có lối ra thỏa đáng cho cả hai bên. Rủi ro về tài chính: 7 ngày tới tháng 6 âm lịch là thời điểm nguy hiểm về mặt tài chính đối với tuổi Nhâm Dần. Các quyết định đầu tư, vay nợ hoặc chi tiêu lớn cần được đánh giá kỹ lưỡng và có kế hoạch dự phòng. Các dự án rủi ro cao có thể gặp khó khăn hoặc gánh nặng tài chính không mong muốn. Lời khuyên tử vi muốn dành cho tuổi Nhâm Dần: bản mệnh tránh đầu tư vào các lĩnh vực rủi ro cao mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hãy tập trung vào đầu tư có tính bền vững và lựa chọn an toàn, hạn chế chi tiêu vượt quá khả năng tài chính hiện tại. Sức khỏe yếu đuối: trong thời điểm này, sức khỏe của Nhâm Dần có thể gặp phải một số vấn đề do căng thẳng, áp lực trong công việc và cuộc sống. Hãy chú ý đến sự kiểm soát cảm xúc và đảm bảo có thời gian nghỉ ngơi và giải trí hợp lý để duy trì sức khỏe tốt. Lời khuyên tử vi muốn dành cho tuổi Nhâm Dần: bản mệnh hãy nên bảo vệ sức khỏe bằng cách duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh, thực hiện các hoạt động thể thao định kỳ và lưu ý đến giấc ngủ. Nếu cảm thấy căng thẳng quá mức, hãy tìm cách giảm stress như yoga, hít thở hoặc tham gia các hoạt động giải trí thú vị, tránh những đại họa này. Sẽ giúp người tuổi Nhâm Dần có 7 ngày tới tháng 6 âm lịch bình an và thuận lợi hơn, đồng thời giữ được sự ổn định,
phát triển trong cuộc sống và công việc. Ngay sau đây là 3 điều may mắn của quý bản mệnh tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, 7 ngày tới tháng 6 âm lịch và hành động cụ thể để tiền về ngập két, trả sạch nợ nần. Một là cơ hội tăng trưởng tài chính, 7 ngày tới tháng 6 âm lịch, người tuổi Nhâm Dần sẽ có nhiều cơ hội phát triển tài chính đáng kể. Các dự án đầu tư kinh doanh sẽ mang lại lợi nhuận khả quan nếu được thực hiện một cách thận trọng và kỹ lưỡng. Bản mệnh có thể nhận được những khoản thu bất ngờ từ các nguồn thu nhập phụ hoặc các khoản đầu tư trước đây. Việc này không chỉ giúp tăng cường tài chính mà còn tạo thêm nguồn vốn cho các kế hoạch dài hạn. Lời khuyên dành cho tuổi Nhâm Dần: hãy tận dụng cơ hội này bằng cách nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư. Đừng ngại nhờ sự tư vấn của các chuyên gia tài chính để đảm bảo mọi quyết định đều được thực hiện một cách sáng suốt và an toàn. Hai là mối quan hệ xã giao mang lại lợi ích. Trong thời điểm này, các mối quan hệ xã giao của người tuổi Nhâm Dần sẽ trở nên cực kỳ thuận lợi. Những người quen biết, bạn bè, đối tác có thể mang đến những cơ hội làm ăn mới. Những hợp đồng béo bở hoặc những đề xuất hợp tác mang lại lợi nhuận cao. Sự tín nhiệm và uy tín mà họ đã xây dựng trong quá khứ sẽ giúp họ thu hút những cơ hội hợp tác đầy tiềm năng. Lời khuyên cho tuổi Nhâm Dần: hãy mở rộng mạng lưới xã giao, tích cực tham gia các sự kiện, hội thảo để gặp gỡ và kết nối với những người có thể giúp đỡ trong công việc và tài chính. Đừng quên duy trì mối quan hệ tốt đẹp và chân thành với mọi người. Ba là cải thiện và phát triển kỹ năng. 7 ngày tới tháng 6 âm lịch cũng là thời điểm thuận lợi để người tuổi Nhâm Dần đầu tư vào việc cải thiện và phát triển kỹ năng cá nhân. Những khóa học, buổi đào tạo chuyên sâu không chỉ giúp họ nâng cao trình độ mà còn mở ra những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Sự đầu tư vào tri thức và kỹ năng sẽ mang lại những phần thưởng xứng đáng trong tương lai, tạo nền tảng vững chắc cho các thành công lâu dài. Lời khuyên cho tuổi Nhâm Dần: hãy dành thời gian và công sức để học hỏi thêm các kỹ năng mới, cập nhật kiến thức chuyên môn. Việc này không chỉ giúp cải thiện hiệu suất công việc mà còn mở rộng cơ hội nghề nghiệp và nâng cao giá trị bản thân. Nhìn chung, 7 ngày tới tháng 6 âm lịch là thời điểm người tuổi Nhâm Dần có nhiều cơ hội để phát triển tài chính và sự nghiệp. Việc tận dụng các cơ hội đầu tư, duy trì và mở rộng các mối quan hệ xã giao cùng việc nâng cao kỹ năng cá nhân sẽ mang lại những thành công đáng kể. Hãy luôn cẩn trọng và sáng suốt trong mọi quyết định để đảm bảo mọi việc diễn ra thuận lợi và mang lại tài lộc cho bản mệnh. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là cụ thể tử vi chi tiết theo vận từng 3 ngày, từ nay tới cuối tháng 6 âm lịch và cẩm nang vượng vận của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tử vi tuổi Nhâm Dần từ ngày 19 đến ngày 21 âm lịch. Xem tử vi hàng ngày nhận được trong 3 ngày này, chính quan giúp công việc của Nhâm Dần diễn ra tương đối thuận lợi. Nhâm Dần có nhiều cơ hội để học tập, tích lũy kinh nghiệm. Nhâm Dần là con giáp khổ trước, sướng sau và đây là lúc vận số của Nhâm Dần có những chuyển biến tốt hơn. Ai đi xin việc, xuất ngoại, nhận thêm việc về nhà trong 3 ngày này cực kỳ tốt, tài lộc nở hoa. Nhờ ảnh hưởng tích cực của tam hợp cục, con giáp này có thể tích lũy được một khoản tiền kha khá trong thời gian này. Dù vất vả nhưng Nhâm Dần chưa bao giờ mở miệng ghen tị hay than vãn với bất cứ ai. Nhâm Dần âm thầm nuốt đắng cay và kẻ khúc để lo mọi việc chu toàn, không thích vay mượn bất cứ ai. Cuộc sống hôn nhân êm ấm, các cặp đôi ngày càng gần gũi và thấu hiểu nhau hơn. Những biến cố trong gia đình Nhâm Dần rồi sẽ qua đi. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ có tầm tã cỡ nào, rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh. Các chỉ số, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Con số may mắn 75, 81, 94, màu sắc cát tường, hồng, cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Nhâm Dần từ ngày 22 đến ngày 24 âm lịch. Chính ấn chiếu mệnh, trong 3 ngày này Nhâm Dần làm việc chăm chỉ, thái độ làm việc và hiệu suất công việc được cải thiện tốt hơn. Tinh thần tự giác và trách nhiệm cao nên bản mệnh rất biết người biết việc, không để tiểu nhân tìm ra sơ hở để hãm hại mình. Tuy nhiên, tài lộc của con giáp này bị ảnh hưởng bởi tương phá nên có nhiều trục trặc. Từ ngày 22 đến ngày 24 âm lịch không phải là ngày tốt cho những việc như nhập hàng, xử lý giấy tờ đất đai, chuyển đổi công việc hoặc mua xe, mua nhà nên để ngày khác hãng làm. Về tình cảm, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, lớn rồi, kiên định mà sống, sống cho những điều mình thấy xứng đáng. Còn lại thì hãy mặc kệ, thiên hạ không nuôi Nhâm Dần ngày nào mà Nhâm Dần cứ phải bận tâm vì những lời nói vô tình để làm gì. Các chỉ số, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Con số may mắn 46, 58, 74, màu sắc cát tường, trắng, vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ,
tuổi Mão. Tử vi tuổi Nhâm Dần, từ ngày 25 đến ngày 27 âm lịch. Tử vi từ ngày 25 đến ngày 27 âm lịch dự báo có tỷ thiên ngáng trở, nên tuổi Nhâm Dần bị mất nhiều năng lượng khi đi làm, sáng ra đã lắm chuyện phiền phức tìm đến. Ai đi xin việc hãy cẩn thận, coi chừng gặp lừa đảo. Người làm công chức thì nên coi chừng đồng nghiệp, kẻo bị hại vì chuyện chức quyền tranh giành công cán, ghen ăn tức ở. Bù lại, tiền bạc của Nhâm Dần trong 3 ngày này khá lộc lá, nhờ ảnh hưởng tích cực của Tam Hội, Nhâm Dần hãy cố gắng kiên nhẫn hơn trong việc kiếm tiền. Thu nhập của Nhâm Dần sắp được cải thiện rồi đấy, thời gian tới, nhiều người trả được nợ hoặc tìm lại được đồ đã mất từ rất lâu. Vận trình tình cảm tươi sáng, những người độc thân hãy kiên nhẫn theo đuổi người mình thích, vì Nguyệt Lão đang cố gắng xe duyên cho các Nhâm Dần. Nữ mệnh tuổi Nhâm Dần đảm đang và giỏi cáng đáng công việc của hai bên nội ngoại. Hôm nay, người chồng cần có sự hỗ trợ của Nhâm Dần. Các chỉ số, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, bạc, nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý. Tử vi tuổi Nhâm Dần, từ ngày 28 đến ngày 30 âm lịch. Kiếp tài lâm vận, khiến Nhâm Dần dễ bị tiểu nhân quấy phá. Công việc của Nhâm Dần khó hoàn thành đúng thời hạn được giao. Tính tham công tiếc việc khiến Nhâm Dần ôm đồm quá nhiều việc và dễ phạm phải sai lầm trong thời gian này. Đường tiền bạc do tương hại cản trở nên Nhâm Dần khó mà tiết kiệm tiền. Từ ngày 28 đến ngày 30 âm lịch này, chi nhiều hơn thu, áp lực cơm áo gạo tiền ngày càng nhiều. Con giáp này không thể nghĩ thông, dễ nổi nóng khi nhắc tới nợ nần. Nhâm Dần không nên cho người khác vay tiền quá dễ dàng. Hãy tìm hiểu xem họ vay tiền với mục đích gì rồi hãy đưa ra quyết định. Vận trình tình cảm kém sắc, các cặp đôi ngày càng xa cách, có ít thời gian bên nhau, nửa kia không cảm thông cho Nhâm Dần. Càng gặp nhiều kiểu người trong cuộc sống này, Nhâm Dần sẽ càng tin vào câu nói, sống ích kỷ một chút cũng chẳng sao. Các chỉ số, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, trắng, xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Quý vị thân mến! Các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tượng hổ phong thủy mạ vàng. Tượng hổ là linh vật cho người tuổi Nhâm Dần, cho nên việc thỉnh tượng hổ trong nhà sẽ giúp gia chủ Nhâm Dần tăng thêm sự uy phong, khí chất mạnh mẽ và phát huy tối đa năng lực của bản thân từ trong công việc, sự nghiệp lẫn việc chăm sóc con cái trong đường gia đạo. Bên cạnh đó, tượng hổ phong thủy mạ vàng hay tượng hổ quy phong mạ vàng là mẫu tượng hành kim có năng lượng kích hoạt phong thủy rất lớn cho bản mệnh. Tượng chó phong thủy mạ vàng. Tượng chó còn gọi là linh quyền, là linh vật của tuổi Tuất mang ý nghĩa với con người cả trong đời sống lẫn tâm linh phong thủy. Tượng chó nếu hợp với bản mệnh gia chủ sẽ có khả năng trấn trạch, bảo vệ chủ nhân thoát khỏi những vận hạn xấu và thay vào đó là những tin tốt lành, niềm vui. Theo quan niệm của người Việt, mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang, chính vì nằm trong bộ tam hợp nên tượng chó phong thủy mạ vàng là vật phẩm nên có trong gia đình tuổi Nhâm Dần. Tượng ngựa phong thủy mạ vàng. Như đã đề cập, người tuổi Nhâm Dần không nên bỏ qua linh vật phong thủy có tác dụng yểm trợ sự may mắn, công thành danh toại mà tượng ngựa phong thủy mạ vàng mang lại. Ngoài ra, linh vật ngựa rất phù hợp cho người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 đang làm việc hành chính hoặc hoạt động chính trị. Ngựa là linh thú đứng đầu trong các loài thú lành, ngựa sẽ giúp gia chủ tuổi Nhâm Dần chống lại những lời gièm pha và tăng cường quyền uy. Tượng thần tài mạ vàng. Thần tài có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh, trong quan niệm phong thủy của người Việt. Dường như trong mỗi gia đình đều thỉnh tượng thần tài trong nhà, với niềm tin sẽ được thần phò trợ, bảo vệ của cải và giúp tăng thêm tài lộc. Trong số các tượng thần tài, thì gia chủ Nhâm Dần nên chọn tượng thần tài mạ vàng sẽ phát huy được tính năng phong thủy tốt nhất cho gia chủ mệnh thủy. Tỳ hưu mạ vàng. Tỳ hưu là vật phẩm phong thủy mạ vàng phù hợp với tuổi Nhâm Dần, thích hợp với các vị trí từ trong nhà, nơi làm việc, cửa hàng kinh doanh. Đây là tượng phong thủy rất được các doanh nhân người buôn bán ưa chuộng bởi người ta tin rằng tỳ hưu là linh vật chỉ ưa ăn tiền và chỉ ăn chứ không nhả,
tức giúp gia chủ thu hút tiền tài mà không sợ tiền tài bị thất thoát, hao hụt. Đặc biệt, Tỳ Hưu phong thủy mạ vàng còn mang đến tính năng phong thủy lớn nhất cho gia chủ tuổi Nhâm Dần, giúp gia đình bạn hóa giải điềm xấu, đem về may mắn cũng như hút tài lộc. Thiềm thư phong thủy mạ vàng. Đây là vật phẩm không quá xa lạ trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người Việt, vật phẩm xuất hiện trong hầu hết các bàn thờ thần, với tác dụng hỗ trợ phong thần, cụ thể là thần tài mà gia đình thờ cúng, qua đó giúp cho tính năng phong thủy của các tượng thần được phát huy tối đa. Thiềm thư phong thủy mạ vàng được chế tác tinh xảo, sắc nét từng chi tiết nhỏ. Khi thỉnh tượng thiềm thư phong thủy, gia chủ Nhâm Dần nên lưu ý quay đầu tượng hướng vào bên trong hay hướng về các tượng thần để thu hút tài lộc, đón phú quý vào nhà. Thuyền phong thủy mạ vàng. Thuyền phong thủy mạ vàng thuộc hành kim và thủy, hợp bản mệnh gia chủ tuổi Nhâm Dần. Trong phong thủy, thuyền buồm được xem là nền tảng cho sự thành đạt. Đồng thời, thuyền buồm với ý nghĩa thuận buồm xuôi gió, mang đến bước tiến mới về công việc kinh doanh, buôn bán, làm ăn, mọi sự thuận lợi. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, hãy bớt phàn nàn, hãy bao dung và thấu hiểu hơn, đừng nổi nóng vì lỗi lầm của người khác. Đó thực sự là một sự giải thoát cho chính bạn. Nếu bạn dùng lỗi lầm của người khác để khiến bản thân khó chịu, thì cái mất nhiều hơn cái được. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, đừng tự trừng phạt mình vì lỗi lầm của người khác, đừng nghi ngờ cuộc sống của chính mình, đừng so sánh hạnh phúc của mình với hạnh phúc của người khác. Phàn nàn về cuộc sống của chính mình và ghen tị với hạnh phúc của người khác, phàn nàn là điều vô ích, tiêu tốn nhiều năng lượng nhất, khiến mọi việc ngày càng tồi tệ hơn. Nếu bạn hoang phí quá nhiều và bị bao vây bởi năng lượng tiêu cực trong một thời gian dài, bạn sẽ mất tự tin và mất sức sống, cuộc sống của bạn sẽ bị ảnh hưởng, bản chất của con người là hy vọng, tránh ra sự thất vọng, đau đớn và phiền muộn và sống một cuộc đời hạnh phúc mãi mãi. Nếu có vấn đề gì đi ngược lại xảy đến, thì con người ta sẽ bắt đầu khó chịu và phàn nàn. Nếu bạn quá gắn bó với một tình huống hoặc sự kiện nhất định, bị ám ảnh quá mức bởi những cảm xúc tích cực đi kèm và cố gắng chống lại trải nghiệm tiêu cực, bạn sẽ rơi vào thất vọng, giống như đi tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc, bạn sẽ tự làm khổ chính mình. Đời người là khách qua đường, đến rồi đi vội vã trên đường đời này, danh lợi đều là hư không, cần phải xem nhẹ, ai có thể tươi cười mà sống mới là người thông minh thực sự. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là phần luật đoán tử vi chi tiết 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.